ơn bạn đến video của mình ngày hôm nay Các bạn đang đi tìm giải pháp cho da mặt của bạn sạch bụi bẩn, mồ hôi, mỹ phẩm sau một ngày làm việc nhiều tiếng tại tiệm nail và phòng chống các vấn đề viêm da dị ứng trong nghề nghiệp của mình là cũng có rất nhiều người xung quanh giống như bạn và cũng đang đi tìm giải pháp và tôi phát hiện ra rằng mặc dù bạn đã tìm nhiều phương pháp áp dụng nhiều cách nhưng vẫn chưa đem lại cho bạn một kết quả như mong muốn cho nên, tôi là Huê Lý với 17 năm kinh nghiệm quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm cho các khách hàng, là các tập đoàn lớn của Mỹ và các nhà cung cấp lớn tại Việt Nam. Tôi đưa ra cho bạn giải pháp tốt nhất, hiệu quả nhất với sản phẩm của công ty với trên 35 năm kinh nghiệm và tiên phong trong ngành chăm sóc sắc đẹp và thiết bị làm đẹp cùng với 75 khoa học gia, nghiên cứu và sản xuất có sự chứng minh lâm sàng, đảm bảo an toàn, cam kết bảo hành cho người tiêu dùng tôi xin giới thiệu đến bạn thiết bị lumpy spa io sản phẩm lumpy spa io với công nghệ tiên tiến thông minh xoay đảo chiều kết hợp với thành phần chống lão hóa công nghệ e slot và thiết bị này kết nối với thành phần tư vấn hướng dẫn và quản lý liệu trình chăm sóc da cá nhân hóa dành riêng cho bạn phần mềm tư vấn này giúp cho bạn biết được các vấn đề của da mình, từ đó hướng dẫn bạn cách chạy mái để đạt được hiệu quả cao nhất, đem lại cho bạn một làn da mềm mại, mịn màng, rạng rỡ, trong sáng, thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện rõ rệt, săn chắc và làn da được thanh lọc. Lumi Spa IO được các ngôi sao thế giới tin dùng với phiên bản Lumi Spa cũ đã bán ra hàng triệu chiếc, đã được rất là nhiều người trên thế giới họ rất là yêu thích Sản phẩm Lumi Spa IO mới vừa tung ra thị trường đã đạt được các giải thưởng rất là danh giá. Thứ nhất là đạt được giải vàng cho sự lựa chọn và bán lẻ. Thứ hai là đạt được giải vàng cho người tiêu dùng bình chọn. Thứ ba là đạt được giải thưởng lớn cho doanh nghiệp 2022. Thứ tư là đạt được giải thưởng trang điểm toàn cầu Candy Nivea 2022. Bạn hãy lựa chọn giải pháp tuyệt vời này. Tôi nhận thấy với những tính ưu việt của sản phẩm nên tôi không muốn bạn lãng phí tiền bạc và công sức và bị ảnh hưởng bởi môi trường làm việc nên tôi cảm thấy rất đau lòng. Vì vậy, bạn nên lựa chọn một giải pháp không những giúp cho bạn có được làn da mịn màng, săn chắc, phòng tránh bị viêm da, dị ứng do môi trường làm việc mà đem lại cho bạn một cảm giác thoải mái, vui vẻ, hạnh phúc với gia đình sau một ngày dài làm việc bên ngoài mà không mất nhiều thời gian và chi phí. Chỉ cần 2 phút cho ngày hai lần với chi phí rất mềm cho một thiết bị chăm sóc da cá nhân hóa đẳng cấp thế giới. Ngay vào đường link bên dưới, tôi có quà tặng rất giá trị dành cho 50 người đầu tiên.